Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bát Sát. Nhà trường, gia đình và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh trong năm học mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà máy nước sạch Sapa. Tiểu thương tầng 2, tầng 3, khu B chợ Cốc Lếu dừng kinh doanh do vắng khách. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chiều nay 11 tháng 9, đoàn kiểm tra số 2 của tỉnh do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bát Sát. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong thời gian qua, huyện Bát Sát đã thực hiện tốt công tác truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19. Số người từ vùng dịch về là 986 người. Hoạt động của tổ truy vết cộng đồng và các tổ chốt kiểm soát được thực hiện đạt hiệu quả. Tổng số người trên địa bàn huyện đã được tiêm vaccine COVID-19 là trên 6.500 người. Công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới được thực hiện nghiêm túc. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác của tỉnh cho rằng, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp 5K, 5T theo đúng quy định của Bộ Y tế. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của huyện Bát Sát trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, mặc dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, không phát sinh ca F0 trong cộng đồng, các ca F0 tại bệnh viện đều đã được chữa khỏi, nhưng Bát Sát và tất cả các địa phương khác trong toàn tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cần xây dựng các phương án cụ thể liên quan đến việc cách ly, đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý học sinh, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong công tác kiểm soát người ra vào địa bàn. Rất mong là đồng chí Bí thư, các đồng chí trong ban chỉ đạo là không được lơ là chủ quan, vẫn phải tiếp tục đôn đốc thường xuyên liên tục xác định dịch thế là như vậy để làm sao trên địa bàn của huyện Bát Sát cũng như là tỉnh là chúng ta cố gắng đạt được cái mục tiêu là nó không có F0 trong cộng đồng. Phải có một cái phương án để quán triệt lại trong hệ thống nhà trường, thậm chí sau đó phải quán triệt lại trong ngành giáo dục về cái việc quản lý về học sinh, phương án đưa đón rồi quản lý giáo viên, quản lý học sinh bán trú, nội trú, điểm trường chính như thế nào, các điểm trường lẻ thì mức độ như thế nào là sẽ phải tính toán lại. Chúng ta phải có cái phương án để chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc mà chúng ta thực hiện cách ly tập trung. Và có lẽ là cái phương án thì có thể sử dụng một số các cái cơ sở của một số doanh nghiệp ở các cái khu công nghiệp ở Bắc Duyên Hải. Thế rồi một số các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà hiện nay thì họ cũng chưa sử dụng. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh cũng đã tới kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát. Phải có một ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với lãnh đạo một số bộ ngành và doanh nghiệp công nghệ thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Theo Phó Thủ tướng, vừa qua thực tế cho thấy nhiều người dân tỏ ra lúng túng khi phải sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin khác nhau trong phòng chống dịch. Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch. Ứng dụng mới này phải tự động cập nhật, tích hợp tất cả dữ liệu được hình thành từ các ứng dụng, công cụ có sẵn trước đây để thành cơ sở dữ liệu thống nhất, tiếp tục được cập nhật thường xuyên khi người dân dùng ứng dụng mới. Bộ Y tế vừa ký quyết định phê duyệt khẩn cấp vaccine HyAsVac. Đây là vaccine do Trung Quốc sản xuất và đóng gói tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo quyết định này, vaccine được phê duyệt có điều kiện nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh là HyAsVac, mỗi liều 0,5ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên SARS-CoV-2, bào chế dạng hỗn hợp tiêm, mỗi hộp một lọ chứa một liều 0,5ml. Bộ Y tế cũng yêu cầu việc sử dụng vaccine phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế. HyAsVac là vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt các vaccine AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Moderna, Janssen và Sinopharm.
Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh thì từ 0 giờ ngày 10 tháng 9, huyện Mường Khương được phép nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của các phóng viên thì công tác phòng chống dịch vẫn được tiểu thương các chợ, nhà hàng, quán ăn quan tâm thực hiện nghiêm túc. Tại chợ trung tâm huyện Mường Khương, ban quản lý chợ đã lập chốt kiểm soát tại các lối ra vào, bố trí đầy đủ dung dịch nước sát khuẩn tay, yêu cầu tất cả người mua hàng bán hàng đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua bán tại chợ. Có phương án kiểm soát không để người ngoại tỉnh đến giao thương, buôn bán tại chợ. Khách hàng và tiểu thương buôn bán tại chợ trước khi vào chợ bắt buộc phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR code. Tại các nhà hàng, quán cơm cũng bố trí nước sát khuẩn tay phục vụ khách, khoảng cách giữa các bàn ăn được kê cách nhau 2 mét. Nhìn chung, sau 2 ngày đầu thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách, người dân đồng thuận, ủng hộ và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ban tuyên giáo huyện ủy Simacai vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận năm 2021 cho đội ngũ cán bộ thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện. Dự lớp tập huấn có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 3 nội dung, đó là điểm mới và yêu cầu của quy định số 60 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận hiện nay, đề án số 17 của tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, quy chế số 07 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh trong chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên vận ở cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác tuyên vận nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động trên địa bàn. Ngày 10 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác triển khai năm học mới tại huyện Bắc Hà. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trường Trung học phổ thông số 1 và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trung học phổ thông huyện. Qua kiểm tra cho thấy các trường cơ bản đáp ứng được về phòng học, nhà công vụ giáo viên, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, các công trình phụ trợ. Tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn toàn huyện Bắc Hà hiện đạt trên 70% và không còn phòng học tạm. Việc đầu tư xây dựng các phòng học chức năng, phòng học bộ môn cũng được quan tâm bằng nhiều nguồn lực, trang thiết bị dạy học được đầu tư bổ sung hàng năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, một số trang thiết bị dạy học và học cụ đã sử dụng nhiều năm cần được đầu tư thay thế bổ sung. Trong năm học này, toàn huyện Bắc Hà cũng còn thiếu 23 cán bộ giáo viên. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đã chỉ đạo huyện Bắc Hà và các ngành chức năng xem xét việc quy hoạch sửa chữa khu nội trú cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trung học phổ thông, lên phương án di chuyển trường Trung học phổ thông số 1 tới vị trí mới, đảm bảo khu học tập bán trú và giáo dục thể chất được tập trung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo địa phương cần linh hoạt khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ưu tiên đào tạo, nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, thì vấn đề an ninh, an toàn trường học cũng được đặc biệt quan tâm. Làm thế nào để học sinh khi tới trường tuyệt đối an toàn, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho học tập, rèn luyện? Đó là yêu cầu đang được các nhà trường và phụ huynh học sinh tập trung thực hiện. Không chỉ đóng vai trò là người giám sát, thời gian qua, Hội Phụ huynh học sinh của trường tiểu học Pom Hán, thành phố Lào Cai đã tích cực tham gia cùng các thầy cô chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trước khi đón trẻ đến trường. Từng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, thậm chí từng lối đi cũng được cọ rửa để tránh trơn trượt. Các bậc phụ huynh cũng tham gia đóng góp những giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tại các trường học. Khi buổi ra chơi thì là chúng tôi đề nghị các cô giáo của các lớp phổ biến cho các cháu là không được lại gần các cái bờ tường đổ và bảo vệ phải có trách nhiệm đứng ở đây để canh chừng, chứ không thể để lơ lỏng được. Ngay trước thềm năm học mới, các trường học trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền các xã, phường và cha mẹ học sinh để rà soát cơ sở vật chất từ các công trình xây dựng, cây xanh trong trường học, các thiết bị điện, quạt trần để có hướng khắc phục, xử lý kịp thời. Những vấn đề gì tự khắc phục được thì sẽ chủ động khắc phục. Những vấn đề gì không khắc phục được thì sẽ báo cáo kịp thời để phòng dục khắc phục hoặc là tham mưu cho cấp trên để giải quyết. Thì đối với những công trình xây dựng lớn mà triển khai trong cả năm học thì
yêu cầu là có phương án thật cụ thể để đảm bảo tuyệt đối không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường, đặc biệt là không gây mất an toàn cho học sinh. Thông thường, việc giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh được lồng ghép qua các buổi chào cờ đầu tuần, tuyên truyền qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh phức tạp nên những giờ ngoại khóa cũng bị hạn chế phần nào. Chủ động trước tình hình này, ngành giáo dục đã sớm có giải pháp linh hoạt để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhất là học sinh bán trú. Mặc dù là trong cái bối cảnh phòng chống dịch nhưng mà cũng có thể là có những cái hoạt động trực tuyến, rồi có những cái kênh tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn cho các em học sinh về đảm bảo những cái an toàn, an ninh như là phòng chống đuối nước, rồi những cái tai nạn thương tích để các em cũng sẵn sàng các cái kỹ năng cho một cái năm học mới, đảm bảo an toàn, an ninh trong các trường học. Năm nay do yếu tố dịch bệnh, ngoài thời gian tới trường học trực tiếp, học sinh có khả năng sẽ phải tham gia học ở nhà qua hình thức trực tuyến. Do vậy, các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm sát sao hơn với con em mình trong quá trình học tại nhà, đảm bảo an toàn về điện, thiết bị, cũng như quản lý tốt con em trong việc tiếp cận thông tin qua mạng xã hội. Trong 8 tháng đầu năm, Lào Cai đón hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, thị xã Sapa đón được 2.500 lượt khách, thành phố Lào Cai đón được 1.300 lượt, huyện Bắc Hà đón được 800 lượt, huyện Bảo Yên đón được 500 lượt khách. Tổng thu từ du lịch 8 tháng đạt trên 3.800 tỷ đồng, đạt gần 24% so với kế hoạch năm, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2020. 4 tháng cuối năm, ngành du lịch Lào Cai sẽ triển khai hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tiếp tục đề xuất kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Vào dịp hè những năm trước, khu du lịch quốc gia Sapa thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt mỗi khi lượng khách du lịch tăng cao. Để khắc phục hạn chế này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị xã Sapa. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại khu du lịch này. Khắc phục những khó khăn do thời tiết và dịch bệnh COVID-19, cùng với việc giá vật liệu xây dựng tăng cao, chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án cấp nước sạch thị xã Sapa, phấn đấu hoàn thành và vận hành giai đoạn 1 của nhà máy vào quý 1 năm 2022. Chúng tôi huy động tối đa các cái lực lượng của bên tổng thầu và hay là máy móc tối đa nhân lực lên để chia ra làm các cái mũi, như là mũi thi công của nhà máy, mũi thi công tuyển ống nước thô, cũng như là các công tác giải phóng mặt bằng phối hợp với chính quyền địa phương để đạt được các cái tiến độ đã đề ra. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị xã Sapa có công suất 15.000 mét khối một ngày đêm, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước phục vụ nhu cầu của thị xã. Chất lượng nước sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế. Hiện nay, hạng mục nhà máy xử lý nước sạch đã hoàn thành trên 40% công việc. Hạng mục tuyến ống nước thô, công trình thu nước và các trạm bơm tăng áp đang gặp một số vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Về vấn đề này, thị xã Sapa đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường phối hợp với nhà thầu để kịp thời giải quyết. Với cơ quan tham mưu cho thị xã về cái đầu tư thì chúng tôi cũng đang phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, tổ trung tâm phát triển quỹ đất và một số chính quyền địa phương các xã thì cũng đang đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng để tháo gỡ cho nhà đầu tư. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị xã Sapa được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2025. Đầu tư xây dựng dây chuyền xử lý nước đạt công suất 7.500 mét khối một ngày đêm. Giai đoạn 2, từ năm 2026 đến 2030, đầu tư nâng công suất nhà máy từ 7.500 mét khối một ngày đêm lên 15.000 mét khối một ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư trên 253 tỷ đồng. Những năm vừa qua, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của các xã, phường trên địa bàn thành phố đã từng bước nâng cao được hiệu quả hoạt động, qua đó kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý nhiều vi phạm về đầu tư, đem lại niềm tin trong nhân dân. Mỗi khi trời mưa, khu vực nhà văn hóa thôn Cùm Hạ 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai luôn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Để giải quyết tình trạng này, thôn đã được đầu tư công trình cống thoát nước với tổng trị giá 120 triệu đồng và do người dân bỏ công xây dựng. Để chất lượng công trình đạt hiệu quả,
công tác giám sát đã được Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện nghiêm túc. Cái thiết kế thì theo cái mặt bằng của sân này thì cái độ nghiêng ở trong này thì cũng chưa đảm bảo mấy. Sau chúng tôi cũng phải đề nghị và yêu cầu là phải chỉnh lại để cái độ nghiêng nó xuống thì cái nước nó sẽ chảy, nó thoát, nó hoàn toàn ra sân để đảm bảo cái sân lúc nào cũng khô ráo. Xong cái công trình này thì tiếp tục giám sát rồi là huy động nhân dân rồi là để bảo trì bảo dưỡng để làm thế nào cho công trình này sẽ nó được lâu bền. Thời gian qua, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng xã đã thực hiện giám sát hoạt động thi công, đầu tư của 4 công trình. Trong đó có 3 công trình do Ủy ban Nhân dân xã làm chủ đầu tư với tổng mức vốn trên 2 tỷ đồng. Hoạt động giám sát của các công trình này đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục bất cập nếu có. Nhà trường thì cũng đề xuất những cái nội dung mà nó chưa phù hợp với nhà trường trong quá trình sử dụng. Nhà Ban Thanh tra Nhân dân và Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã phối hợp cùng với nhà trường để kiến nghị lên cấp trên để có cái điều chỉnh về các cái hạng mục đó để phù hợp với lại đối tượng sử dụng là các cháu mầm non. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Cộng đồng hiện nay là những người làm công tác này đều thực hiện kiêm nhiệm nhiều công việc và đặc biệt là thiếu kiến thức về xây dựng cơ bản. Tìm những người dân trên địa bàn xã đã tham gia được xây dựng các công trình trên địa bàn hoặc là các công trình khác có chuyên môn để tham gia cùng với Ban Thanh tra Nhân dân Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Dân chủ cơ sở được phát huy rất là tốt, nó tác động vào cái thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, luật nhà nước ở trên địa bàn. Thứ hai nữa là nó đảm bảo cái dân chủ cũng như các quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Và thứ ba nữa là cũng thông qua đây thì chúng tôi cũng thực hiện tốt cái vai trò cái tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Rõ ràng là vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng trong thực hiện công tác giám sát các hoạt động ở cơ sở thời gian qua đang từng bước được nâng lên. Qua đó góp phần nâng cao sự công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021 đảm bảo an toàn cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phải căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động cho trẻ em vui Tết Trung thu thiết thực, ý nghĩa, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, học bổng cho trẻ em có thành tích trong học tập năm học 2020-2021, quan tâm hỗ trợ trẻ em là con của các lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông không đúng sự thực, phản cảm, có tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu đều duy trì giá bán tương đương với năm trước. Tuy nhiên, sức mua thời điểm này tại thành phố Lào Cai còn thấp so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm bánh trung thu năm nay khá đa dạng với nhiều chủng loại cho người tiêu dùng lựa chọn, phù hợp với nhu cầu biếu tặng cũng như sử dụng trong gia đình. Một số hãng bánh lớn có uy tín trên thị trường như Kinh Đô, Hữu Nghị đều giảm số lượng sản phẩm từ 20 đến 40% so với cùng kỳ năm trước bởi lo ngại sức mua giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các hãng này đều tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và mẫu mã. Năm nay mức giá bánh dao động từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng trên một chiếc. Các dòng bánh cao cấp từ 300.000 đồng đến 750.000 đồng trên một chiếc. Với các hộp bánh đặc biệt, giá bán lên tới 4 đến 5 triệu đồng một hộp. Thưa quý vị và các bạn, cây chè trồng trên đất Mường Hum, huyện Bát Sát nổi tiếng thơm ngon, hiện đã phát triển được trên 100 hectare. Nhằm khai thác thế mạnh này, thời gian qua, hộ anh Trương Văn Hướng, chị Hoàng Thị Xuyến, người dân tộc Giấy ở thôn Mường Hum, đã quyết tâm khởi nghiệp bằng việc đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng thương hiệu chè cho vùng đất này. Đây là đồi chè đặc sản rộng hơn 3 hectare của gia đình anh Hướng, chị Xuyến, được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Cây chè Bát Tiên và San Tuyết được gia đình anh trồng chăm sóc, đốn tỉa, làm cỏ thường xuyên nên phát triển tốt. Khâu chăm sóc cây chè thì chúng tôi rẫy cỏ, bón phân theo đúng cái quy định tiêu chuẩn của Việt Gáp là theo đúng thời gian. Và về cái phân chủ yếu là sử dụng phân hữu cơ. Thuốc bệnh ấy, thì cũng sử dụng cái thuốc bảo vệ sinh học để đảm bảo cho cây chè nó được phục hồi và đúng thời gian thì mới được thu hái ạ.
với mong muốn nâng cao chất lượng hiệu quả từ loại cây trồng này. Thay vì bán sản phẩm búp chè tươi, gia đình anh chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư nhà xưởng, máy móc và thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hướng Tâm với 9 hộ thành viên. Hiện hợp tác xã có gần 20 hectare chè San Tuyết và Bát Tiên được sản xuất theo quy trình hữu cơ an toàn. Thành lập hợp tác xã để mà ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Tiến tới thì xây dựng thương hiệu, làm bao bì sản phẩm để cho sản phẩm được đến với khách hàng. Có cái hợp tác xã chè thì cái giá chè nó cao. Bây giờ dân thì rất là đồng tình với cái việc đó. Rồi cái dân bây giờ tự giác rất là cao, chăm sóc chè và thu hái chè. Và từ cái hợp tác xã cái mô hình ra đời ấy. Ở chúng tôi ở địa phương thì cũng đang vận động nhân dân là để lên làm cái chè sạch để có cái thương hiệu, để được mang cái hiệu quả nó kinh tế nó cao hơn. Theo tính toán của hợp tác xã Hướng Tâm, trước đây nếu bán búp tươi, các gia đình sẽ thu về bình quân 70 triệu đồng một hecta đối với chè San Tuyết và 100 triệu đồng đối với chè Bát Tiên. Nay chuyển sang chế biến, lợi nhuận tăng từ 20 đến 30%. Việc chế biến theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm đã giúp cho sản phẩm chè của hợp tác xã từng bước gia tăng giá trị và mở rộng được thị trường, mang lại thu nhập ổn định cho người trồng chè ở Mường Hum. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.900 đối tượng được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 68 của Chính phủ với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Đối tượng được nhận hỗ trợ thuộc các nhóm người lao động ngừng việc, người chấm dứt hợp đồng lao động, đối tượng đang điều trị COVID-19 hoặc cách ly y tế, nhóm hỗ trợ bổ sung và trẻ em điều trị COVID-19 hoặc cách ly y tế, các đạo diễn nghệ thuật có hạng chức danh nghề nghiệp hạng 4, các hộ kinh doanh cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh và nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động. Tổng số tiền hỗ trợ đến hết ngày 10 tháng 9 là trên 2 tỷ 937 triệu đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng rà soát và thông báo cho 1.345 đơn vị sử dụng lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Hỏi: trường hợp trẻ em là F0 được điều trị nhiễm COVID-19 thì được hưởng chính sách hỗ trợ gì theo quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ? Trả lời: trường hợp trẻ em nhiễm COVID-19 được điều trị từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 thì được hưởng các chính sách quy định tại quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người một ngày đối với các trường hợp điều trị nhiễm COVID-19 F0 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng một trẻ em. Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện toàn bộ các tiểu thương kinh doanh tại tầng 2 và tầng 3 chợ Cốc Lếu B đã đóng cửa hàng, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Nguyên nhân là bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch gần như không có. Vắng khách, hàng không bán được, buộc các tiểu thương phải đóng cửa. Thưa quý vị và các bạn, là hiện tại thì cổng chợ vẫn mở. Tuy nhiên thì gần như là các cái tiểu thương tại tầng 2 và tầng 3 của chợ B Cốc Lếu thì đã đóng cửa, không còn khách hàng đến mua sắm. Đây là một thực tế đang diễn ra tại chợ Cốc Lếu. Nhiều tiểu thương cho biết do đặc thù của chợ B Cốc Lếu chủ yếu là phục vụ khách du lịch, người địa phương đến mua sắm khá ít nên thời gian qua hoạt động kinh doanh tại đây gần như là ngưng trệ. Trong khi nếu mở cửa, tiểu thương vẫn phải đóng các khoản phí như điện, nước. Nói chung là những cái đợt sau, những đợt giãn cách xã hội, những đợt này của mình mà mới nới lỏng ấy, thì dự từ hôm nay đến giờ thì khách này khái là cũng không có đâu, bởi vì cái chợ này thực tế ra anh em mình nghĩ này, chợ này người ta kinh doanh là khách du lịch. Khách địa phương hầu như vào đây rất ít. Đấy, thế nên là bà con cũng rất khó khăn, nhiều khi ra đây này, nói anh em mình ra đây nhiều khi ra cứ ngồi tới sáng tối đọc báo, không có mở hàng, không mở hàng. Việc gần như toàn bộ tiểu thương kinh doanh tại tầng 2 và tầng 3 của chợ B Cốc Lếu đóng cửa hàng là việc chưa từng có kể từ khi chợ này đi vào hoạt động. Hy vọng với việc Lào Cai đang kiểm soát tốt dịch bệnh và hoạt động du lịch cũng đang chuẩn bị được nối lại khi dịch bệnh trong cả nước được khống chế, các tiểu thương ở chợ B Cốc Lếu có thể sớm mở hàng kinh doanh trở lại.
Tới thời điểm hiện nay có 6 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép để tiêm phòng COVID-19, bao gồm vaccine COVID-19 do AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia vùng lãnh thổ, vaccine Gamcovid, tên gọi khác là Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia vùng lãnh thổ, vaccine Verocell do Sinopharm phát triển và BIBP Trung Quốc sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia vùng lãnh thổ, vaccine do Pfizer Biotech phát triển và sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, vaccine Spikevax, tên gọi khác là COVID-19 vaccine Moderna, do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ. COVID-19 vaccine Janssen, do Janssen Pharmaceutica NV của Bỉ và Janssen Biologics BV Hà Lan sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chúng ta đảm bảo cái an toàn đối với tiêm chủng lần này, chúng ta đặt cái mục tiêu là an toàn tối đa cho tất cả những cái người mà được tiêm chủng với một cái khẩu hiệu là tiêm tới đâu thì an toàn tới đó. Tất cả các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hãy tham gia tiêm chủng COVID-19 ngay khi nhận được thông báo. Cái vaccine tốt nhất là cái vaccine được tiêm sớm nhất để khắc phục ngay cái tình trạng kén chọn chờ đợi vaccine trong khi đang rất khan hiếm vaccine và dịch bệnh thì đang diễn ra lây lan nhanh. Để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19, toàn thể nhân dân các dân tộc Lào Cai hãy sẵn sàng tham gia chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 toàn quốc. Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm vườn quýt ở Lùng Khấu Nhìn, huyện Mường Khương trong một khoảnh khắc Lào Cai. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Thành phố Lào Cai, ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi,
gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.